Xin mời. Họ đúng là một cặp đẹp đôi đúng không? Cô nghĩ như vậy sao? Anh không thấy sao? Họ khá là hợp rơ đó. Tôi chỉ lo rằng anh chàng kiến trúc sư này sẽ làm khổ Chiêu Dương. Anh Lâm Phong nè, tôi và anh là những người biết Chiêu Dương từ rất lâu rồi, lúc bà Bích Ngọc còn sống. Cô ấy là một người rất bản lĩnh, đã từng vực dậy một cơ ngơi tưởng chừng như sắp phá sản. Tôi nghĩ anh không cần phải lo lắng cho cô giám đốc xinh đẹp của chúng ta đâu. Ngoài mặt anh luôn cố làm ra vẻ bình thản khi nhìn thấy em và Võ Hiếu hạnh phúc bên nhau, nhưng khi còn một mình anh đã phát điên lên. Anh muốn đập phá mọi thứ, anh muốn tự sát, anh muốn giết chết người tình của em. Anh phải làm gì đây Chiêu Dương? Em đã giết anh rồi. Anh là một kẻ điên vì tình, thật là đáng sợ. Bộ mặt thật của anh đã lộ ra rồi. Và từ đây anh mê